Unit 11. Let me help. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình học tiếng Anh giao tiếp được phát sóng liên tục trên đài truyền hình Việt Nam, nhằm giúp người học tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, chủ yếu là các kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Trước khi vào bài học mới ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn bài trước và ôn lại cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành và cách nói khả năng một việc gì đó có thể xảy ra. I'm sorry about my brother. I am, little boy. You have a lovely family. Everyone seems so happy. Hey, what's the matter? It's not that I haven't told you. What is it? When I met your brother, I was thinking about my brother, David. I haven't seen him for 2 years. How come? He's missing. One reason I came to Australia was to find him. I'm so sorry. Have you given him up? Not yet. I've hired a private investigator. Oh, goodness. Do you think you'll find him? Perhaps. I don't know. It's been a long time since David last called. What do you think's happened to him? Have you any idea? I really don't know. I can't help thinking the worst. I'm sure he's all right. If something bad had happened, he would have heard. I guess so. I suppose you're right. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa An và Sarah. Liệu Sarah có thể giúp gì cho An không? Chúng ta sẽ học cách miêu tả người và cách đưa ra lời đề nghị giúp đỡ ai việc gì. Trong khi theo dõi, các bạn hãy xác định nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay là gì. Hãy lựa chọn trong số các câu sau đây. 1. Sarah wants to help An. 2. David is good looking. 3. Sarah will make copies of the photo. 4. An tells Sarah what David looks like. Xin mời các bạn theo dõi phim. Can I help you find your problem? No, I can't. It's not your problem. I want to help. What can I do? Maybe you could get some copies made of this photograph. Mm-hmm. Sure, I'd love to. Anything. He's very good looking. Such a nice smile. Is he tall? Very tall. He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. What does he do? Is he a student? He's not really academic. He's clever, but he prefers to do things with his hands. He sounds nice. I'm looking forward to meeting him. Không biết là An và Sarah nhân bản các bức ảnh của David để làm gì? Có thể là để đăng báo tìm người thân bị mất tích, hoặc nhờ bạn bè của Sarah tìm giúp. Quay trở lại bài, các bạn có xác định được nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay là gì không? Chúng ta cùng phân tích. 1. Sarah wants to help An. 2. David is good looking. 3. Sarah will make copies of the photo. 4. An tells Sarah what David looks like. Trong số 4 câu trên, các bạn có thể nhận thấy ngay các câu số 2 và số 3 thể hiện nội dung chi tiết của các câu tương ứng là câu số 4 và câu số 1. Vậy theo các bạn thì câu số 1 hay câu số 4 thể hiện nội dung chính của bài này? Theo tôi, câu số 4 thể hiện tốt hơn nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay, vì chúng ta thấy An miêu tả khá chi tiết về cậu em trai của mình trông như thế nào. Câu số 1 cũng là một nội dung quan trọng
nhưng chưa phải là nội dung chính. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phim và luyện nghe lấy thông tin chi tiết. Các bạn có nhớ An đã miêu tả David thế nào không? Hãy điền vào bảng thông tin sau đây về cậu ta. Description of the missing man. Features. General appearance. Height. Build. Others. Description. Các bạn thấy cột bên tay trái là những đặc điểm chính cần miêu tả, như hình dạng nói chung, general appearance, chiều cao, height, vóc dáng, build, và một số đặc điểm khác. Ở cột bên tay phải, các bạn hãy nghe và sử dụng các tính từ tương ứng. Ví dụ, David có đẹp trai không, cao hay thấp, gầy hay béo, và có đặc điểm gì khác như An đã miêu tả không? Xin mời các bạn theo dõi lại phim. Can I help you find your brother? Be very kind. It's not your problem. I need your help. What can I do? Maybe you could get some copies made of this photograph. Mm-hmm. Sure, I'd love to. Anything. He's very good looking. Such a nice smile. Is he tall? Very tall. He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. What does he do? Is he a student? He's not really academic. He's clever, but he prefers to do things with his hands. He sounds nice. I'm looking forward to meeting him. Chắc các bạn cũng ghi lại được những đặc điểm chính của David. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và kiểm tra những nội dung mình đã ghi được. Sure, I'd love to. Anything. He's very good looking. Such a nice smile. Is he tall? Very tall. He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. Khi nhận xét về vóc dáng của David qua hình ảnh, Sarah nói, he looks very fit. Từ fit khi dùng để miêu tả người có nghĩa là gọn gàng, không gầy cũng không béo. Chắc các bạn đã nghe một số quảng cáo về một số loại thuốc hoặc là bài tập thể dục có tên là Keeping Fit. Ngoài những đặc điểm cơ bản trên, các bạn có ghi lại được những chi tiết nào khác về David không? Chúng ta cùng theo dõi lại. Such a nice smile. Is he tall? Very tall. He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. What does he do? Is he a student? He's not really academic. He's clever, but he prefers to do things with his hands. He sounds nice. I'm looking forward to meeting him. Chúng ta biết thêm là David có nụ cười rất duyên, nice smile, và thông minh, clever. Tuy nhiên, cậu ta không phải là tiếp người thích học hành, not really academic. Nếu không thích học thì liệu cậu ta đang làm gì ở Australia nhỉ? Đang làm việc tại một nhà máy nào đó chăng? Hay là cưới một cô nông dân người Australia rồi đi chăn cừu ở một trong những trang trại rộng lớn ở bên này rồi? Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn phim này, miêu tả David và ghi nhớ cấu trúc dùng khi miêu tả người. I want to help. What can I do? Maybe you could get some copies made of this photograph. Sure, I'd love to. Anything. He's very good looking. Such a nice smile. Is he tall? Very tall. He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. What does he do? Is he a student? He's not really academic. He's clever, but he prefers to do things with his hands. Chúng ta cùng chuyển sang phần lời nói. Trước khi luyện cách miêu tả người, xin mời các bạn theo dõi lại đoạn hội thoại sau. Khi Sarah nói là muốn giúp An tìm David, Sarah đã nói như thế nào? Can I help you find your brother? Can I help you find your brother? Xin các bạn lưu ý hai điểm sau. Thứ nhất là sau động từ help, ta có thể dùng động từ nguyên thể có hoặc không có to. Thứ hai, trong các tình huống giao tiếp cụ thể, ta có thể không phải dùng động từ help mà có thể dùng ngay một động từ chỉ hành động.
Ví dụ, nếu thấy một cụ già đang xách một chiếc túi rất nặng và bạn muốn giúp cụ già, thì bạn nói thế nào? Carry the bag. Can I carry the bag for you? Ngoài ra, trong một số tình huống rất cụ thể, ta cũng có thể chỉ phải nói Can I help? Ví dụ, nhìn thấy một người đang muốn tự chụp ảnh mình nhưng không biết phải làm thế nào, ta có thể đến và nói câu trên. Bây giờ xin mời các bạn luyện cấu trúc câu đầy đủ cùng chuyên gia của chương trình. Now practice with some other examples offering to help. Wash the dishes. Can I help you wash the dishes? Do the shopping. Can I help you do the shopping? With anything. Can I help you with anything? Các bạn nói gì trong các tình huống sau nếu chúng ta muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn khác nhau? Carry the bag. Can I help you carry the bag? Can I carry the bag for you? Clean the house. Can I help you clean the house? Can I clean the house for you? Fix a bike. Can I help you fix a bike? Can I fix a bike for you? Chúng ta cùng chuyển sang luyện cách miêu tả người. Trong bài hôm nay, các bạn thấy là An đã miêu tả em trai của mình cho Sarah nghe. Cô sử dụng một số tính từ chỉ chiều cao, vóc dáng, v.v. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này. He's very good looking. Such a nice smile. Is he tall? Very tall. He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. What does he do? Is he a student? Xét về vị trí thì tính từ thường đứng trước danh từ, không giống như trong tiếng Việt, đúng không? Tính từ có thể là các từ chỉ màu sắc, kích cỡ hoặc chất liệu v.v. như trong các ví dụ sau đây. For example, here's a ball. It's red. So it's a red ball. Adjectives can tell how big or small something is. This is a big ball. You use adjectives to express your opinion about something. What a beautiful ball. Or what type it is. This is a plastic ball. Adjectives often go before the noun or the thing they describe. Ngoài ra, tính từ còn đứng sau động từ to be và một số động từ chỉ trạng thái như look, feel, sound, v.v. Ví dụ, khi nói về em trai mình, An còn dùng câu He's clever, but he prefers to do things with his hands. He's clever, but he prefers to do things with his hands. Xin mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích thêm về cách sử dụng tính từ sau động từ to be và một số động từ khác. He's clever is short for he is clever. We don't say he clever. We say he's clever. Is, was, are, and were all forms of the verb to be. When we use an adjective after the noun it's describing, we use a form of the verb to be straight after the noun or pronoun. Try this after me. I'm clever. You're clever. She's clever. We're clever. They're clever. Listen for another example in this next clip. You're very kind. You're very kind. Kind is the adjective. You're is short for you are. You are very kind.
In this clip, listen for what happens when we use an adjective after a pronoun in a question. Is he tall? In questions, we change the word order. He is tall is a statement. Is he tall is a question. There are some other verbs that we use when the adjective comes after the thing it describes. Listen for one here. He looks very fit. He looks very fit. Fit is the adjective, meaning healthy. He looks very fit because you can see that he's very fit. Here's another. He sounds nice. He sounds nice. Nice is the adjective. He sounds nice because Anne is describing him to Sarah. Chúng ta cũng dùng động từ sound với nghĩa là âm giọng hoặc cách nói của ai đó nghe như thế nào. Ví dụ, she sounds happy. Chúng ta cùng luyện. Sau đây xin mời các bạn luyện mô tả hai chuyên gia của chương trình. Trước hết, chúng ta cùng mô tả Michelle. Maybe you'd like to describe me. How would we describe Michelle? Is she tall or short? I'm not very tall. But you're not very short. So, I'm not very tall, but I'm not very short either. I'm of medium height. How else can we describe someone? Well, we can describe their build, whether they are thin or fat. Would you say I'm fat, Brenton? No, but I'd say you were slim. Thank you. What else would you say? You can describe someone's complexion. Their complexion is the colour of someone's skin, whether they are light or dark. Michelle is fair. Her skin colour is light. What else can you describe about someone? You can describe the colour of their hair and their eyes. What can you say about Michelle's hair? She has fair hair. We could say she has blonde hair. Her hair is blonde. What can you say about her eyes? She has blue eyes. And we can also say her eyes are blue. So help me describe Michelle again. What about her height? She's of medium height. Her height is medium. What about her build? She's slim. Her build is slim. What about her complexion? She's fair. She has a fair complexion. What about her hair? She has blonde hair. Her hair is blonde. What about her eyes? She has blue eyes. Her eyes are blue. Các bạn có biết tại sao Michelle lại nói thank you với vẻ mặt rất tươi không? Có một điểm thú vị về văn hóa ở đây. Các bạn chú ý là không bao giờ được nói với một người phụ nữ phương Tây là họ rất béo. Ví dụ như chúng ta không giờ nói là you are fat. Dù người đó có nặng tới hàng tạ đi chăng nữa. Và cũng đừng bao giờ hỏi họ là nặng bao nhiêu cân. Kiểu như how heavy are you? Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối to với họ đấy. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. Ngoài mô tả về chiều cao, vóc dáng, ta còn mô tả những đặc điểm gì khác nữa? What else would you say? You can describe someone's complexion. Their complexion is the color of someone's skin, whether they are light or dark. Michelle is fair. Her skin color is light. What else can you describe about someone? You can describe the color of their hair and their eyes. What can you say about Michelle's hair? Thưa các bạn, thì tóc của Michelle màu gì? She has fair hair. We could say she has blonde hair. Her hair is blonde. What can you say about her eyes? Các bạn theo dõi kỹ xem đôi mắt xinh đẹp của Michelle màu gì nhé. She has
blue eyes. And we can also say, her eyes are blue. Duncan cũng bất lực để suy nghĩ. Tôi thấy đôi mắt của Michelle màu khác, không phải là màu xanh. Sau đây các bạn hãy luyện các câu dùng để mô tả người, lấy Michelle làm mẫu. So help me describe Michelle again. What about her height? She's of medium height. Her height is medium. What about her build? She's slim. Her build is slim. What about her complexion? She's fair. She has a fair complexion. What about her hair? She has blonde hair. Her hair is blonde. What about her eyes? She has blue eyes. Her eyes are blue. Như vậy khi mô tả người, ta chủ yếu dùng hai động từ to be và to have, kể cả khi mô tả tính cách. Ví dụ muốn nói một người nào đó rất nóng tính, ta có thể nói he's hot tempered, hoặc là he has a hot temper. Xin mời các bạn tiếp tục luyện. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang mô tả Brenton. How would you describe Brenton? Is he tall or short? He's tall. What about his build? Is he thin, fat, or of medium build? He's of medium build. What about his complexion? Is he dark or fair? He's dark. What about his hair color? He has dark hair. Is his hair black? No, unfortunately, it's a bit grey. What about his eyes? He has dark brown eyes. Các bạn thân mến, khi muốn mô tả một cách chính xác hơn, ta có thể sử dụng một số từ hoặc nhóm từ chỉ mức độ, ví dụ như very, a bit, fairly, hoặc là quite, đặt trước tính từ, ví dụ. It's very good looking. Very tall. It's a bit grey. It's a bit hot. It's fairly hot. It's very hot. Các bạn thân mến, như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đang học cách sử dụng cấu trúc câu với động từ khuyết thiếu can để đưa ra lời đề nghị muốn giúp đỡ ai đó một việc gì. Đồng thời chúng ta cũng đang học cách mô tả người. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn phim và ôn lại những kiến thức nói trên. I'm sorry about my brother. I never loved him for me. Everyone seems so happy. Hey, what's the matter? There's something that I haven't told you. Oh, what is it? When I met your brother, I was thinking about my brother, David. I haven't seen him for 2 years. How come? He's missing. One reason I came to Australia was to find him. I'm so sorry. Have you given him up? Not yet. I've hired a private investigator. Oh, goodness. Do you think you'll find him? Perhaps. I don't know. It's been a long time since David last called. What do you think's happened to him? Have you any idea? I really don't know. I can't help thinking the worst. I'm sure he's all right. If something bad had happened, he would have heard. I guess so. I suppose you're right. Can I help you find your brother? No, I can't. It's not your problem. I need to help. What can I do? Maybe you could get some copies made of this photograph. Mm-hmm. Sure, I'd love to. Anything. He's very good looking. Such a nice smile. Is he tall
How tall? He looks very fit. Does he play a lot of sport? No, he used to. What does he do? Is he a student? He's not really academic. He's clever, but he prefers to do things with his hands. He sounds nice. I'm looking forward to meeting him. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Until then, goodbye.